Chào các bạn, trong video hôm nay cô sẽ hướng dẫn một số câu hỏi sát đề thi thật và giải chi tiết. Chúng ta bắt đầu câu đầu tiên. Ở câu số 1, đáp án là 4 động từ mang nghĩa khác nhau. Và chúng ta cùng học nghĩa các từ sau đây. Khi mình nhắc đến từ notify thì chúng ta phải liên tưởng tới nó bằng với tương đương nghĩa với to inform someone of something, thông báo cho ai về cái gì. Agree là đồng ý. Agree with someone, đồng ý với ai. Generate something, tạo ra cái gì. Perform là biểu diễn, thực hiện, hoặc là thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó, công việc nào đó. Xét về mặt cấu trúc, các bạn thấy thì patrons ở đây là danh từ chỉ người, những khách hàng quen, có giới từ of theo sau. Thì về mặt cấu trúc ngữ pháp thì câu A khả thi đúng rất là cao. Các bạn có thể dịch nhanh để kiểm tra câu A như sau. Những người nhân viên đã đăng cái size, đăng những cái biển báo để thông báo cho những người khách hàng quen về closure, về cái sự đóng cửa sắp tới để tu sửa tân trang. Thì đó là câu A chính xác. Đi thi thì các bạn cố gắng tập trung vào những cái từ xung quanh chỗ trống, nó ảnh hưởng lên đáp án để mình có một đáp án nhanh và hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Không bắt buộc phải dịch tất cả từng từ nhé. Chúng ta chuyển sang câu 2. Câu số 2 cũng là câu hỏi về từ vựng. The design, danh từ 1, và các bạn kết hợp thêm danh từ thứ 2 ở phía sau. Division là một cái bộ phận hoặc là sự phân chia. Động từ phân chia, chúng ta có thể divide into something, phân chia thành những cái gì. Specification nói về các cái thông số chi tiết, thường đi với kỹ thuật ha, thông số chi tiết. Allowance là một từ học thêm thôi, không quan trọng lắm, là một cái khoản tiền phụ cấp hoặc là trợ cấp. Construction, sự xây dựng. Ở trong câu này chúng ta bắt đầu dịch như sau. Ở đây các bạn thấy danh từ chính ở đây sẽ là danh từ trước giới từ of, mình có danh từ thứ hai. Và động từ relocated là bị di dời tới. Mình bắt đầu dịch như sau. Một cái bộ phận thiết kế, đúng không? Một cái bộ phận đã bị di dời, tức là di chuyển tới các cái trụ sở chính của công ty là hợp lý. Câu B, các cái thông số bị di dời tới trụ sở chính không hợp lý. Tiền phụ cấp hay là sự xây dựng nó bị di dời tới trụ sở chính. Thì rõ ràng chúng ta thấy là câu A là phương án hợp lý nhất. Một cái bộ phận về thiết kế, một cái phòng thiết kế đã bị di dời, tức là di chuyển tới cái trụ sở chính của công ty là câu A. Mình chuyển sang câu 3. Ở câu thứ 3 nhìn lướt 4 đáp án, đây là câu hỏi về từ loại. Thì trước chỗ trống các bạn thấy có từ it, nó là chủ ngữ. Thì offers ở đây là động từ thêm s. The services là danh từ, số nhiều, dịch vụ. Và giữa động từ và danh từ chúng ta cần một cái tính từ để bổ nghĩa cho danh từ phía sau. Câu C, legally là một trạng từ. Khi chúng ta bỏ cái đuôi hậu tố, đuôi ly, thì câu A từ legal sẽ là tính từ phù hợp nhé. Đây là câu A nghĩa là hợp pháp thôi. Mình có thể học thêm. Cung cấp những cái dịch vụ hợp pháp là câu A. Câu số 4, đây là câu hỏi về động từ dạng verb 3 bị động nha. Câu A từ held, nó chính là động từ verb 2 hoặc verb 3 của từ hold, là tổ chức. Faced, đối mặt. Claim, khi mình quả quyết một điều gì đó, mình đòi hỏi một cái điều gì đó. Và từ made, là làm, tạo ra, từ thông dụng. Ở trong bài các bạn dịch, cái chủ ngữ chính của mình sẽ là danh từ trước giới từ đầu tiên. Danh từ dịch đầu tiên. Reception, các bạn thường nói đến cái khu vực reception desk, là cái khu vực tiếp tân. Tuy nhiên khi đứng một mình thì nó nghĩ là buổi tiếp đón hoặc một cái buổi chào đón. Thì những cái từ còn lại các bạn có thể dịch thêm, không bắt buộc nha. Thì cái buổi tiếp đón này đó ha, sẽ được, thì trong 4 phương án thì các bạn thấy là sẽ được gì đây? Tổ chức vào ngày 5 tháng 3. Thì câu A là phương án chính xác nhất. Đi thi thì mình không bắt buộc phải dịch những cái từ như private, là một cái buổi tiếp đón riêng tư dành cho những cái người donors, những cái người quyên góp, những cái mạnh thường quân ở trong cái phòng trưng bày. Thì sẽ được tổ chức. Các bạn tập trung vào cái danh từ chính ở đây là reception. Các bạn sẽ làm nhanh hơn và trọng tâm hơn. Câu số 5.
Câu số 5 là câu hỏi về từ loại nha. Chúng ta cùng phân tích câu hoặc các bạn có thể dịch một chút xíu. Tại trong bài của mình sẽ có danh từ rất là đa dạng, chỉ người và chỉ vật luôn. Ở đây chúng ta thấy là cái chủ ngữ của mình là từ training course, một khóa đào tạo, sẽ được cung cấp miễn phí tới. Thì về nghĩa các bạn có thể dễ dàng cho tới ai đó là tới cư dân. Để câu A là khả thi chính xác. Ngoài ra các bạn nên học thuộc cái cấu trúc cơ bản của cái từ provide something to for someone. Mình cung cấp cái gì tới cho ai. Hoặc là someone with something, cung cấp cho ai với cái gì. Ở trong bài của mình có từ to. Ở đây các bạn sẽ chọn từ nào? Someone là cung cấp tới cư dân. Để câu A là phương án chính xác. Residence là những cư dân. Câu B, từ residence cũng là danh từ, thì nói về một cái sự cư trú hoặc cái nhà, một cái nơi ở nào đó. Residential là tính từ. Và từ resides là động từ, cư trú, cư ngụ. Ở trong câu số 6, khi nhìn đáp án thì chúng ta xác định đây là câu hỏi về từ loại. Chúng ta cần phân tích nội dung trước và sau chỗ trống như sau. Ở trước chỗ trống mình có từ set that. Đã nói rằng, that là một liên từ nối, và phía sau cần có một mệnh đề. Và chúng ta cũng thấy là cái mệnh đề phía sau đã có rồi. Cái từ 15 customers là chủ ngữ. Thì had been waiting là một động từ vị ngữ. Thì khi mình gặp một câu đã có đủ cấu trúc về ngữ pháp, về mặt ý nghĩa các bạn thấy cũng đã đủ nghĩa chính ha. Cái người clerk là một người nhân viên bán hàng thôi. Nếu không có mình lướt qua ha. Đã nói rằng khoảng 15 khách hàng đã chờ bên ngoài cửa hàng để làm gì đó. Mình thấy về mặt ý nghĩa thì câu này cũng đã đủ thành phần chính và ý nghĩa chính. Vậy thông thường chúng ta sẽ chọn trạng từ trong những câu đủ nghĩa và thành phần cơ bản. Là cách làm đầu tiên. Cách làm thứ hai, chúng ta nên thuộc cái cấu trúc đặc trưng của cái từ roughly. Nó tương đương với từ approximately cộng với số lượng là khoảng xấp xỉ bao nhiêu. Khi các bạn biết được điều này thì câu B trở nên chính xác và chắc chắn hơn trong cách làm thứ hai. Ở đây câu này có một cái bẫy mà một số bạn có thể gặp phải. Cô thấy một số bạn chọn câu C là từ rough, bởi vì các bạn nghĩ phía sau là danh từ rồi, chắc là trước danh từ là một tính từ. Thì cái câu này câu C là sai, bởi vì như sau. Các bạn cần học giúp cô một cái điểm sau đây. Khi mình gặp một danh từ đứng sau các cái từ chỉ số lượng, 1, 2, 3 hoặc là 15 là 15. Các cái mạo từ, tính từ sở hữu hoặc những cái từ hạn định số lượng v.v. Thì tức là cái danh từ hoặc cụm danh từ đã đủ rồi. Và nếu mình chọn tính từ, các bạn không thể chọn tính từ vị trí ở đây được. Nếu là tính từ thì các bạn về mặt ngữ pháp, các bạn phải đặt ở chỗ trống ngay đây. Một tính chất để mô tả cái khách hàng đó thì nó phải nằm sau các từ chỉ số lượng và trước danh từ. Do đó câu C là hoàn toàn không chính xác. Mình chuyển sang câu số 7. Ở câu số 7 đáp án là các cái từ vựng khác nhau và nó rất là lộn xộn về từ loại, vừa là tính, có thể là động từ, có thể là trạng từ v.v. Thì chúng ta cần dịch nghĩa kết hợp với cấu trúc. Ở đây cô dịch câu như sau. Cái chủ ngữ chính là cái từ tree, sẵn cái cây. Các loại cây ha, nó bị damaged, bị phá hủy, bị làm cho hư hại trong cái cơn bão in the storm. Chấm chấm chấm, cái từ the one trong tiếng Anh có thể dùng để thay thế cho danh từ đề cập trước đó. The entrance là một cái cửa các bạn, cái cửa, cái lối ra vào. Chúng ta sẽ cùng dịch một trong bốn từ sau đây. Các bạn có thể thấy câu A là phương án chính xác. Tất cả các loại cây mà bị phá hủy trong cái cơn bão, ngoại trừ cái cây, the one, tức là the tree, cái cây mà gần cái cửa ở phía sau. Và đáp án chính xác là câu A. Except for, cộng với cụm danh từ, và except được coi là một cái giới từ ngoại trừ. Giới từ có thể nối hai cụm danh từ và trước và sau chỗ trống là hợp lý về mặt cấu trúc ngữ pháp. Câu B, considering, động từ thêm ân là cân nhắc, xem xét. Still là trạng từ vẫn. Về mặt ngữ pháp thì trạng từ nó không có chức năng nối hai cụm danh từ nha các bạn. Từ along là dọc theo, nó thường cộng với một cái place, location, một cái địa điểm. Dọc theo một cái địa điểm nào đó. Ví dụ mình nói là dọc theo bờ sông, along the river, dọc theo con sông.
hoặc là dọc theo cái con đường along the street, vân vân. Câu số 8. Câu số 8 đây là câu hỏi về từ vựng, chúng ta cùng lướt qua những từ sau đây. Câu ấy là một cái từ cũng không trọng tâm lắm, các bạn không bắt buộc phải học nha. The indifference là sự thờ ơ, hờ hững. Cooperation, một từ quan trọng nha, sự hợp tác. Allocation, học với mục tiêu cao. 700 cộng, sự phân bổ cấp phát. Và động từ là allocate, nó thường đi với nguồn quỹ, khoản tiền vân vân, phân bổ nguồn quỹ tiền mặt. Separation là sự tách biệt, hoặc là sự riêng biệt. Chúng ta bắt đầu dịch câu như sau. Chủ ngữ khi các bạn gặp một cái danh từ có đuôi IST, đuôi list, thì khả năng cao nó là danh từ chỉ người. Ở đây là environmentalist, là cái nhà môi trường học. Cái nhà môi trường học họ rất là vui, họ rất là hài lòng với. Ở đây không phải là hài lòng với cái cộng đồng community. Cái danh từ chính là danh từ đứng sau sở hữu cách. Các bạn sẽ dịch ở đây ha. Họ sẽ hài lòng với cái gì của cộng đồng trong việc gia tăng cái sự tái chế trong khu vực. Vậy các cái nhà môi trường học rõ ràng là họ đã hài lòng với cái gì đây? Với cái sự hợp tác. Cái sự hợp tác của cộng đồng trong việc gia tăng sự tái chế trong khu vực. Thì câu B là phương án chính xác về nghĩa. Ở câu 9, đây là các câu hỏi về các cái giới từ. Thì câu này khá là đơn giản bởi vì các bạn xác định về cấu trúc. Mình có từ A and B, A và B. Thì giữa hai cái đối tượng nào đó thì chúng ta thường sẽ chọn cái từ between A and B, ở giữa A và B. Đối với câu A thì chúng ta có cấu trúc thông dụng là from A to B, là từ A tới B. Until có thể cộng với mốc thời gian, một mốc thời gian cố định nào đó, là cho đến mốc đó hoặc là cho đến một hành động nào đó. Về nghĩa thì chúng ta dịch thêm đi ha. Để đảm bảo rằng các cái old appliances, các cái thiết bị cũ được disposed of properly, đây là một cụm quan trọng nha, được dục bỏ một cách thích hợp, thì thành phố sẽ cung cấp việc dục bỏ các cái thiết bị cũ này miễn phí giữa cái khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 4 và ngày 5 tháng 4. Câu số 10. Câu số 10 đây là câu hỏi về từ loại nha. Chúng ta cùng phân tích trước sau như sau. Announce là động từ thông báo. To welcome, to establish. Khi chúng ta nói đến announce, các bạn cần nhớ cái công thức đặc trưng. Announce something là thông báo, công bố cái gì. Hoặc announce that, cộng mệnh đề. Ở trong bài của mình là cái công ty, một cái ngân hàng gì đó ha, họ đã thông báo cái gì đó, mình cần một danh từ. Về mặt ngữ pháp, mình thấy câu B là không hợp lý tại vì bản kế hoạch đếm được. Thì các bạn thấy là danh từ đếm được số ít thường không đứng một mình. Và chúng ta cần kết hợp mạo từ ở đây là hợp lý. Câu C thì cái người lên kế hoạch cũng đếm được luôn. Đó, thì nó thiếu mạo từ ở về mặt ngữ pháp. Và chúng ta chọn câu B là danh từ số nhiều. Họ thông báo những cái bản kế hoạch để làm gì đó. Là hợp lý rồi. Về phần từ vựng, các bạn có học thêm giúp câu từ establish. Là thành lập, thiết lập, thành lập một cái công ty investment company, một công ty đầu tư. Đó.